hở bánh ca nè, lâu rồi, lâu quá quên bài gì nè. Hay là lúa cà xanh hay là bài gì cũng được, em nhớ anh ca cho hay rồi. Bài lúa cà xanh đó là mỗi năm đến hà. Mỗi năm đến hà đây còn phở. Bánh ca đồng hồ đi. Mỗi năm đến hà lòng mang mát buồn. 90 ngày qua chữa trang tình thương. Ngày mai xa cách đến nơi đâu cũng gần cùng nhau mất rồi. Ta từ lớn người ơi. Tiếng với nước nào buồn hơn tiếng lòng. Biết ngày còn nhớ đến ân tình không. Vô cái trong nhà có gì gì không? Đâu mà giờ dưới gì? Chứ có gì đây? Wow. Có tượng Phật nè các bạn, Phật Quan Âm nè, nhóc hết. Quang Phạm xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình cũng có qua cái xã Mỹ Hòa Hưng, Cù Lao Ông Hổ đó các bạn. Thì mình cũng có nghe về của cái hoàn cảnh của anh Đỗ Văn Tính. Thì anh sinh năm 83. Thì mình cũng nghe bà con ở đây nói là ảnh thường là ông lên bà xuống, thì nói chuyện liên thiên. Thì hoàn cảnh của ảnh thì rất là khó khăn, ở trong một cái căn chòi hầu như là một nát nha các bạn. Ở chỉ ở một mình thôi, không có vợ con, không có bà con thân thuộc gì hết trơn. Cái cuộc sống của ảnh hàng ngày là chủ yếu là đi đi ăn xin ra chợ Mỹ Hòa Hưng xin nha các bạn. Thì đây là anh Đỗ Văn Tính nè nha các bạn. Bây giờ mình quay vô nhà ảnh nha. Đây là cái nhà ảnh nè các bạn. Thấy không? Thì nhà ảnh đây là Đỗ Văn Tính. Đây các bạn, thấy không? Thấy cái đường vô nè. Thấy nhìn coi. Cũng không còn cái đường gì vô, chứ còn là cây dây bìm bìm không nè. Đây là gì đây? Ghi này là gì ạ? Đây là nhà của anh Tính nè các bạn. Thì đường vô nhà ảnh nè. Đây nè. Đây là nhà anh Đỗ Văn Tính nha. Có cái nhà thì có một chút xíu thôi à. Nhìn thì rất là ghê nha. Mấy chỗ của ảnh nè. Có gì đâu mà cấm nhang tùm lum hết trơn. Đây là nhà nè. Mình thấy căn nhà thấy các bạn ơi, không có cửa luôn, có cái cửa chút xíu ở đây nè. Trước thì các bạn thấy không nè, tội nghiệp đó, dây bìm bìm đầy hết trơn. Đi coi, mình coi coi vô coi trong nhà có gì không, đâu mà giờ dưới gì, chứ có gì đây. Wow. Có tượng Phật nè các bạn, Phật Quan Âm nè, nhóc hết cái nhà nè. Thấy cái nhà gì đâu mà để tùm lum hết trơn. Thấy này, cái giường nè. Anh vô nhà hả? Ừ. Đây là nhà của anh. Anh sống lâu chưa? Lâu, lâu rồi, nói này lâu rồi. Mà thôi, mà cha Phan Kiên này lo à. Cha mẹ thôi, ba bà bạc thôi rồi. Rồi cái này là ở đâu có? Tao cho đúng không? Cho hả? Cái này là anh đeo làm trang trí hả? Ờ, trang trí chơi á. Ồ, đẹp chứ hả? À, cái này là gì? Chữ thập. À, chữ thập có hai bà tử rồi, con lộc, con vô thọ rồi, con vô thọ rồi. Anh có bộ tử. Anh có bộ râu đẹp quá vậy? Không phải. À. Anh cũng mùng mình lên coi. Sáng cho đẹp coi. Rồi mấy cái này ở đâu? Đây nè. Khoảng xe đó. Wow. Mấy cái này là mấy cái gì? Wow. Đây, anh gắt cuốn rồi. Lấy cái gì ra vậy? Đây là mấy cái này mấy gì? Vô thọ, con vô thọ, con vô thọ. Con đọc cái này nó có con vô thọ, vô đạo Phật. Ờ, kinh Phật đó hả? Ừ, con thọ đạo Phật tử. Đâu để đâu anh nhớ một cái đoạn nào không? Hả? Anh nhớ cái đoạn nào anh đọc nghe coi. Wow, đây nè. Nhan đầy hết trơn. Là người vô thọ. Dạ. Tự anh rồi vô thọ.
Anh rất là thích đốt nhang hay gì mà thấy em thấy anh mà cầm nhang đầy chứ hả? Đốt nhang. Anh đốt nhang thường anh giấy gì? Tối đốt nhang, khi đốt nhang, tại đốt nhang là rọc rọc thầm miệng nữa. Ờ rồi cái này nè, anh em có thấy cái này là cái gì? Chuỗi cái cao lắm chứ. À cái chuỗi này anh lượm hả? Ừ. Nó đang cuốn này nó chuyển con chị chùa đọc này kinh con thọ nè. Cái này còn cuốn ra đây. Kinh giảng hả? Hay cuốn. Thì chùa có nghe giảng. Phật rồi con thọ Phật tử đó. Nó bị nước rất thường á. À. Con còn cuốn còn đó đây, còn đang cuốn. Nhiều năm á. Như thế này nè. Đây rồi kinh con thọ đó. Học tôi có kinh con thọ rồi con thọ. Cái này còn đúng nha. Với mình chiếc chồng không có không đọc Phật không có kinh con thọ, đâu có con thọ. Mình tính. Cái này còn đốt nhang nữa không? Hết đó, có tiền đốt có tiền thôi. Có tót còn nhai tót đó, nhóc chân. Cái này còn tiền xài không? Hết rồi. Chút kể cho tí tiền cho xài chung, nha. Chúng lô được 20 ngàn đô mua nhai máy 5-600 ngàn á. Đúng số nữa hả? Đúng số nữa hả? Lục qua lục gãy tay nha, lục cây hảo gãy tay, gãy tay lấy tay kìa. Lục giật, lục giật. Biết quýnh xài đó. Anh nói gì chứ anh đâu biết đâu. Anh đâu được bình thường đâu. Anh không được bình thường con chú ơi. Cô chú anh chị thì ảnh thì ăn không có tiền ăn tiền đâu bánh lô người cõi âm nhập ảnh như thế này cô chú anh thấy không rất là nhiều chú đại bi nam mô Di Đà Phật giống như là giống như là có cái người có căn người nhập quái khúc á nãy giờ anh nói chuyện bệnh khè 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 hiểu mà kỳ cục lắm có người đang dựa anh nhưng mà anh biết niệm Phật này cũng hay nè rất là nhiều tụng kinh của anh đâu rồi lấy cho em coi coi là tụng không rồi anh bỏ cái này vô đi bỏ vô để rớt ra tội đó cho em gửi tí tiền cho anh cơm nha chịu không đâu đổi anh tính đó. Anh tính ơi mình nói anh không nghe chút gửi anh tí tiền ăn cơm chịu không à, đâu anh hả chịu không ai chút cho tiền được không biết rồi tiền mới cho mới chịu khoe khoáo ờ đúng rồi anh nói chuyện mình nên kè như gắn cũng nghe chưa chắc sợ là quy có bóng quy nhỏ bao tuổi chắc sợ nếu mà có chú anh chị nào mà vô đây một lần đầu tiên chắc có thể nó không có nghe hình có chưa có quanh em anh vô đây lần đầu vô căn nhà này nó rất như rợn người vô cảm thấy mình sống lưng mình nó chạy cái đường gì nó rợn người vậy mình chắc bây giờ hoặc con cái sống thấp mình lu bu thôi hả hoặc học rau không chấp giảng đâu chấp giảng quạo á thật đâu á người lạ gặp là sợ lắm sợ vô rồi nó hôi cái mùi một bài cũng không giảng nữa nó dợn ốc lên luôn cô quyền nó tẩu quyền á giáo hảo á à thằng giáo hảo anh cô chú chị anh khè khè mình lên lắm bao giờ cái một quà đó có thôi ông ta không được một đó ông ta cái đồ em không chơi rồi đó ông ta cái nhà thì quá thấy tội nghiệp các bạn ơi cái đầu gỗ mỏ của anh đâu rồi cái đầu kinh gỗ mỏ đâu rồi này thì mưa chắc có đó nó tạt vô lắm. Cái treo rất là nhiều cái nhìn kìa sâu chuỗi rồi đó các bạn thấy không? Sâu chuỗi cũng rất là nhiều nè. Với mấy cái miếng của chuỗi ăn đó nè. Ai cho vậy? Ai cho chuỗi ăn vậy? Tính. Đây ảnh rất nhìn cười. Dưới nó dơ giấy lên tôi cũng học. Em thấy ảnh còn rõ ảnh nè. Tài sản của ảnh là chỉ có cái kinh sách này đó có chứ cất kỹ không? Tài sản quý giá của anh tính là có nhiều đó, cất kỹ ra không còn cái gì khác hết. Ồ ảnh là ảnh cầm kinh. Ở dưới thì nó hôi hám nao dục tại chỗ. Cái gì gánh không mang vậy. Chỗ anh ngủ thì anh không có dọn lên. Đâu tùng bệt. Thôi.
Chút cho ghé cho tí tiền kiếm gì ăn nha. Được không? Được không? Anh hút thuốc đó, kìa kìa. Anh hút thuốc nhiều lắm hả? Không giảng. Anh hút thuốc nhiều không? Hả? Ngày hút mấy gói? Hai gói, to. Hai gói hả? Mua giáp đất này mãi rồi nằm rồi sát có đất con giáp. Đất giáp mấy ngàn. Cho tiền mua giáp mới luôn. Mua đất mới. Mua đất. Tí tiền cho ăn cơm nè. 60 ngàn đó. Mua giáp 60 ngàn. Cái gì vậy? Anh nói gì vậy? Anh nói là ai nói gì kìa? Ai nói mà anh nói. Khè khè kìa. Có người vừa anh. Nhau thọt quá. Hả? Trời ơi, cái này đem cái gì mà chuỗi cái chủ gì nữa? Chuỗi chủ ngọc. Chủ ngọc hả? Biết hết trơn đó. Biết trơn chủ ngọc. Ngọc. Ai cho vậy? Anh dán cái mùng. Ngọc. Anh dán cái mùng lên coi chỗ ngủ anh được không? Cắt cái đó đi hả? Rồi đem cất cái bảo bối của anh ha. Rồi cái nhà anh gì đâu mà tặng phúc ba cái thuốc lá gì nhiều với anh qua với tính dọn dẹp đi nghe, mùa mưa tới rồi nghe, bệnh đó nghe, mũi mọc mùa không đó đây rất là anh khách anh tính tính ơi dọn dẹp bớt lên đi quá trời nè nha. Hôm nay chẳng ai rồi đó mình xạ nghe chúc mình xạ hai ngụm xạ đồ đạc của anh rồi. Năm lần tôi có tôi chắc đá nghe yếm bùa rồi. Lúc yếm bùa giác nổi. Thù lô gì đâu nhiều. Chi thi, nãy chi. Không biết yếm trà nghe. Cái xe mà trong cái cổng có mà. Đây nè, cho bớt cộng qua. Ra chơi á. Cho bớt cộng được. Cho được không? Cho được không? Ra đâu chứ? Cho. Đâu ra đâu? Lấy cộng đeo nha. Đâu đây? Thôi, chơi gì không, em không đeo cộng. Chơi. Ủa anh khè gì ra vậy? Anh về tới anh đậu tắm à? Tắm không vậy? Đó giờ anh đâu cái gì đó. Chắc không tắm rửa. Đâu có tắm rửa gì đó. Đó hỏi anh người gần gì đó. Có bồn hàng trao quá, không thôi mưa nó khỏi lên nó sầu đứa con gái một đôi nhem thọt con không lên đó đây nó thấy nhem thọt con sầu đau quẹo sầu. Đứa gái trả tiền quà cho nó. Nó cho nó biến lên thăm nó. Tiền xe. Con gọi anh trả nó lộn bộ đây cũng có gan. Sống nhờ vô trong cái khu chợ đó. Bà con nhờ viên cảnh cho ăn uống này kia. Nó thọt con nhưng mà chó nó báo chết rồi. Thầy lúc mà chó chết rồi. Thấy mấy này chắc mùa mưa tới chắc nó tạt quá đó, ha. Đó, cho trong đêm vậy đó, cây gói nằm mà chay cũng quắc lộn luôn chay. Quán làm sao. Vô đây mà bước vô đây thấy nhìn thấy là thôi mà như là cái cảm giác như nó ớn lạnh vậy đó. Ớn lạnh thiệt. Tạt rồi. Tại mưa tạt. Gâu dài nè. Mưa 2 tuổi rồi. Cậu đâu đi? Cậu đâu đi? Để đâu đẹp hay vậy? Lâu 2 tuổi rồi. Hả? Sinh năm 83 là anh 40 tuổi rồi. Ô cái đồ cậu gâu luôn trời. Dữ dằn không? Ô cái 25 luôn không? Cả, để đi chút xíu đi. Xíu cậu. Xíu cậu. Ừ, nói chuyện chơi chút đi. Nè, bây giờ nè. À, lâu quá thì không nghe được cái bài hát của anh ca, cái bài gì là quên hả? Tặng cho em bài đi cho khán giả hai người bạn của em đi nghe đi. Cái bài rút ngang căng ma không cái bài gì nè bài gì nè căng bài cho khán cuối của chính bài nào bài gì rồi hổng anh ca nè lâu quá quên bài gì nè hay là lúa cà xanh hay là bài gì cũng được anh nhớ anh ca cho bài lúa cà xanh đó là mỗi năm đến hà đây còn ơn anh ca đồng bài đi mỗi năm đến hà lòng mang mát buồn 90 ngày qua chữa trang tình thương ngày mai xa cách đến nơi đâu cũng gần cô nhau mất rồi ta từ lên người ơi tiếng với đất nào buồn tiếng lòng biết ngày còn nhau đến năng tình không đường chưa yên bóng đến hai nơi những chiều gầm nhau lúng đầu giờ như nước trôi qua con quá hay gia biệt bằng lòng ơi thôi nay cha cánh rồi kỷ niệm mình xin nhớ mày buồn ghen một mình ai chờ mong từng đêm có chết nói ủ hoài này ai có hay nếu ai đã từng nhà có thấy buồn cảm thông được nơi quán xa người thương
mau qua phường trăm như máu con tem má lần hà trang kỷ niệm chưa biết đâu mà tem. Quá hay, quá hay, vỗ tay vỗ tay. Có bài gì nữa tặng khán giả bài nữa đi. Các con trời cái đã tên quá tuyệt vời anh tính đây. Rồi còn bài nào nữa trên trên bài luôn. Biết giọng ca, giọng ca giọng hay người ca kiểu ông ca cao thôi. Gan như là Lâm Hùng luôn, ca sĩ luôn. Còn có bài gì nữa không? Trả nợ tình sai gì không? Không biết ca có ông biết ca có ông ca mất. Còn còn bản gì không ca nữa? Ca nha nha nha. Nha nha nha. Còn bản gì đâu? Ca đang ngừng ca ca có ca. Rồi lại lấy hai làm bản nữa đi. Còn bản gì không? Ca nha nha. Thì lâu quá mới quay lại thì anh có cái dịp có duyên nữa thì đi ngang để thăm anh nữa nha. Các bạn mới vừa lo cao mới vừa có ngang mặt lại ý rồi mới vừa chỗ là không lo á. Thôi chào chào anh nha. Rồi anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Thấy cái bộ râu quá trời đẹp nè. Râu để khi ra qua áp hồn. Không, cái bộ râu này nhìn nên là để đi nhìn giống lãng tử lắm á. Thôi Quang Phạm cũng xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Kính chúc mọi người luôn đồng hành cùng Quang Phạm và xem nhiều video của Quang Phạm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.